bàn về tình yêu và sự cô độc cùng học sinh tại trường RAH ngày 19 tháng 12 năm 1952. Chúng ta đang bàn về vấn đề phức tạp của tình yêu. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ hiểu rõ nó cho đến khi chúng ta hiểu rõ một vấn đề cũng phức tạp bằng mà chúng ta gọi là cái trí. Bạn có thể nhận thấy khi chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta thật là hiếu kỳ. Chấm hỏi. Chúng ta muốn biết. Chúng ta thấy nhiều sự việc hơn những người lớn. Chúng ta quan sát nếu chúng ta có sự tỉnh táo. Chúng ta quan sát nếu chúng ta có sự tỉnh táo những sự việc mà những người lớn không nhận ra. Cái trí của chúng ta khi chúng ta còn nhỏ tỉnh táo hơn nhiều, tò mò hơn nhiều và muốn biết. Đó là lý do tại sao khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta học môn toán, môn địa rất dễ dàng. Khi chúng ta lớn lên, những cái trí của chúng ta càng trở nên mỗi lúc một khô cứng, mỗi lúc một nặng nề, mỗi lúc một cồng kềnh. Bạn có nhận thấy những người lớn đã bị thành kiến biết chừng nào hay không? Cái trí của họ bị cố định, họ không cởi mở, họ tiếp cận mọi vấn đề bằng một quan điểm cố định. Lúc này bạn còn trẻ, nhưng nếu bạn không cảnh giác lắm thì bạn cũng sẽ trở thành như thế. Vậy thì không quan trọng phải hiểu rõ cái trí và thấy liệu bạn không thể mềm dẻo, không thể thích ứng tức khắc, không thể có những khả năng lạ thường trong mọi biến đổi của sống, không thể tìm hiểu sâu thẳm và hiểu rõ. Vậy thay vì dần dần trở nên khô cứng hay sao? Bạn không nên biết những phương cách của cái trí, phải cho mục đích hiểu rõ những phương cách của tình yêu hay sao? Bởi vì chính cái trí hủy diệt tình yêu. Những con người khôn ngoan, những con người tinh ranh không biết tình yêu là gì, bởi vì những cái trí của họ quá lanh lợi, bởi vì họ quá khôn ngoan, bởi vì họ quá hời hợt, gạch ngang mà có nghĩa sống trên bề mặt, gạch ngang. Và tình yêu không là một sự việc hiện diện trên bề mặt. Cái trí là gì? Chấm hỏi. Tôi không đang nói về bộ não, phải cấu trúc vật chất của bộ não mà mọi nhà tâm lý sẽ chỉ bảo cho bạn. Bộ não là cái gì đó mà phản ứng vô số những đáp trả thuộc thần kinh. Nhưng bạn sẽ tìm ra cái trí là gì. Cái trí nói, mở ngoặc kép, tôi suy nghĩ, nó là của tôi, nó là của bạn, tôi bị tổn thương, tôi ghen tuông, tôi thương yêu, tôi hận thù, tôi là một người Ấn Độ, tôi là một người Hồi giáo, tôi tin tưởng điều này, tôi không tin tưởng điều kia, tôi biết, bạn không biết, tôi kính trọng, tôi khinh bỉ, tôi muốn, tôi không muốn. Đóng ngoặc kép. Cái vật này là gì vậy? Chấm hỏi. Nếu bạn không hiểu rõ nó, nếu bạn không thông thuộc với toàn tiến hành của suy nghĩ mà là cái trí, gạch ngang, nếu bạn không tỉnh thức được cái đó thì bạn sẽ dần dần khi bạn lớn lên trở nên khô cằn, cứng ngắc, tối tăm, bị cố định trong một khuôn mẫu nào đó của suy nghĩ. Cái vật này mà bạn gọi là cái trí là gì vậy? Chấm hỏi. Nó là phương cách của suy nghĩ, phải cách bạn suy nghĩ. Tôi đang nói về cái trí của bạn, gạch ngang, không phải cái trí của ai đó và cách nó suy nghĩ, gạch ngang, cách bạn cảm thấy, cách bạn quan sát cây cối, phải một con cá, người dân chài, cách bạn suy nghĩ về người dân làng. Cái trí đó dần dần bị thiên lệch hay bị cố định trong một khuôn mẫu nào đó. Khi bạn muốn cái gì đó, phải khi bạn ham muốn, phải khi bạn thèm khát, khi bạn muốn là cái gì đó, vậy thì bạn thiết lập một khuôn mẫu. Đó là phải cái trí của bạn tạo ra một khuôn mẫu và bị trói buộc. Đọc lại. Cái trí này mà bạn gọi là cái vật này mà bạn gọi là cái trí là gì vậy?
chấm hỏi. Nó là phương cách của suy nghĩ, cách bạn suy nghĩ. Tôi đang nói về cái trí của bạn, gạch ngang, không phải cái trí của ai đó và cách nó suy nghĩ, gạch ngang. Cách bạn cảm thấy, cách bạn quan sát cây cối, phải một con cá, người dân chạy, cách bạn suy nghĩ về người dân làng. Cái trí đó dần dần bị thiên lệch hay bị cố định trong một khuôn mẫu nào đó. Khi bạn muốn cái gì đó, phải khi bạn ham muốn, khi bạn thèm khát, khi bạn muốn là cái gì đó, vậy thì bạn thiết lập một khuôn mẫu. Đó là cái trí của bạn tạo ra một khuôn mẫu và bị trói buộc. Ham muốn của bạn cố định cái trí của bạn. Ham muốn của bạn cố định cái trí của bạn. Ví dụ tôi muốn làm người rất giàu có. Sự ham muốn để làm người giàu có tạo ra một khuôn mẫu, và sau đó suy nghĩ của tôi bị trói buộc trong nó, và tôi chỉ có thể suy nghĩ trong những quy định đó, và tôi không thể ra khỏi nó. Vậy là cái trí bị trói buộc trong nó, bị cố định trong nó, bị cứng nhắc, phải tối tâm. Chấm. Hay nếu tôi tin tưởng cái gì đó, gạch ngang, thượng đế, một hệ thống chính trị nào đó, gạch ngang, chính sự tin tưởng bắt đầu thiết lập một khuôn mẫu, bởi vì tin tưởng đó là kết quả của ham muốn của tôi, và ham muốn đó cũng có những bức tường của khuôn mẫu. Dần dần cái trí của tôi trở nên tối tăm, không thể điều chỉnh, không thể lanh lẹ nhạy bén rõ ràng, bởi vì tôi bị trói buộc trong sự rối loạn của những ham muốn riêng của tôi. Vì vậy, nếu tôi không thực sự tìm hiểu tiến hành này của cái trí của tôi, phải những cách tôi suy nghĩ, những cách tôi hiểu về tình yêu, phải nếu tôi không thân thuộc những cách suy nghĩ riêng của tôi, phải tôi không thể tìm được tình yêu là gì. Đọc lại. Vì vậy, nếu tôi không thực sự tìm hiểu tiến hành này của cái trí của tôi, phải những cách suy nghĩ, những cách tôi hiểu về tình yêu, phải nếu tôi không thân thuộc những cách suy nghĩ riêng của tôi, phải tôi không thể tìm được tình yêu là gì. Sẽ không có tình yêu khi cái trí của tôi ham muốn những yếu tố nào đó của tình yêu, những hành động nào đó của tình yêu, và khi tôi tưởng tượng tình yêu nên là gì. Như vậy, tôi cho những động cơ nào đó vào tình yêu. Vậy là dần dần tôi tạo ra khuôn mẫu của hành động liên quan đến tình yêu. Nhưng nó không là tình yêu, nó chỉ là ham muốn của tôi về tình yêu nên là gì. Ví dụ, tôi sở hữu bạn như một người vợ hay như một người chồng. Bạn hiểu rõ từ ngữ sở hữu chứ? Bạn sở hữu cái sari của bạn hay cái áo khoác của bạn? Nếu ai lấy nó đi, vậy bạn sẽ giận dữ, bạn sẽ lo âu, bạn sẽ bối rối. Tại sao? Chấm hỏi. Bởi vì bạn coi cái sari của bạn hay cái áo khoác của bạn như thuộc về bạn, phải tài sản của bạn. Chấm phẩy. Bạn sở hữu nó. Bởi vì qua sở hữu, bạn cảm thấy giàu có. Qua có nhiều cái sari, nhiều cái áo khoác, bạn cảm thấy giàu có. Không chỉ giàu có phần vật chất mà còn cả phía bên trong. Vì vậy khi ai đó lấy cái áo khoác, của bạn, bạn cảm thấy bị tức tối, bởi vì bên trong bạn bị tước đoạt mất cái cảm giác giàu có đó, cảm giác sở hữu đó. Sở hữu tạo ra một rào chắn, phải không? Phải, liên quan đến tình yêu. Sở hữu tạo ra một rào chắn, phải không? Phải, liên quan đến tình yêu. Chấm hỏi. Nếu tôi có bạn, sở hữu bạn, đó là tình yêu sao? Chấm hỏi. Tôi sở hữu bạn giống như tôi sở hữu một chiếc xe hơi, một cái áo khoác, một cái sari. Bởi vì trong sở hữu tôi cảm thấy rất giàu có, tôi lệ thuộc vào nó. Bên trong nó rất quan trọng đối với tôi. Có này, phải sở hữu này, lệ thuộc này là điều gì?
chúng ta gọi là tình yêu. Nhưng nếu bạn tìm hiểu nó, phải, bạn sẽ thấy rằng đằng sau nó, cái trí cảm thấy được thỏa mãn trong sở hữu. Rốt cuộc khi bạn sở hữu một cái áo sari hay cái sari, rốt cuộc khi bạn sở hữu một cái sari hay nhiều cái sari, hay một chiếc xe hơi hay một ngôi nhà, phải, bên trong nó cho bạn một thỏa mãn nào đó, phải, sự cảm thấy rằng nó là của bạn. Vậy là cái trí đang thèm khát, đang mong muốn, phải, đang tạo ra một khuôn mẫu, và trong khuôn mẫu đó nó bị lệ thuộc, nó bị trói buộc, và vậy là cái trí trở nên mỏi mệt, trì trệ, đần độn, phải, không chín chắn. Cái trí là trung tâm của cảm thấy cái của tôi đó, cái trí là trung tâm của cái của cái trí là trung tâm của cảm thấy cái của tôi đó, phải, cảm thấy rằng tôi có cái gì đó, rằng tôi là một người quan trọng, rằng tôi là một người thấp hèn, rằng tôi bị lăng nhục, rằng tôi bị nịnh nọt, rằng tôi thông minh, rằng tôi rất đẹp, hay rằng tôi muốn có tham vọng, hay rằng tôi là con gái của người nào đó, hay tôi là con trai của người nào đó. Cảm thấy đó của cái tôi lệ thuộc, phải, cái tôi là trung tâm của cái trí, phải, là chính cái trí. Vì vậy cái trí càng cảm thấy, mở ngoặc kép, đây là cái của tôi, đóng ngoặc kép. Vì vậy cái trí càng cảm thấy đây là cái của tôi, và thiết lập những bức tường quanh cảm thấy rằng tôi là người nào đó, rằng tôi phải vĩ đại, rằng tôi là một người rất thông minh, hay rằng tôi là một người rất dốt nát hay tốt dạ. Nhiều bao nhiêu, nó càng tạo ra một khuôn mẫu nhiều bấy nhiêu, nó càng trở nên khép kín, đần độn nhiều bấy nhiêu. Rồi thì có phiền muộn, rồi thì có đau khổ trong sự khép kín đó. Rồi thì nó nói, tôi phải làm gì đây? Rồi thì nó đấu tranh để tìm ra cái gì khác, thay vì phá sập những bức tường đang bủa vây nó. Vậy gạch ngang bằng tư tưởng, bằng sự ý thức cẩn thận, bằng thâm nhập nó, bằng hiểu rõ nó. Nó muốn thu nhận cái gì đó từ bên ngoài, rồi sau đó tự khép kín lại. Thế là dần dần cái trí trở thành một rào chắn đối với tình yêu. Vì vậy nếu không có sự hiểu rõ về sống, về cái trí là gì, về cách suy nghĩ, về cách từ đó có hành động, phải, chúng ta không thể tìm được tình yêu là gì. Cái trí cũng không là dụng cụ của sự so sánh hay sao? Chấm hỏi. Bạn nói cái này tốt hơn cái kia, bạn so sánh chính bạn với người nào đó đẹp đẽ hơn, thông minh hơn. Có sự so sánh khi bạn nói, tôi nhớ con sông tuyệt vời đó mà tôi đã trông thấy cách đây một năm, và nó vẫn còn đẹp lắm. Bạn so sánh chính bạn với người nào đó, so sánh chính bạn với một mẫu mực, với lý tưởng tối thượng. Sự nhận xét so sánh làm cho cái trí đờ đẫn, nó không mài bén cái trí, nó không làm cho cái trí toàn diện, bao quát. Bởi vì khi lúc nào bạn cũng so sánh thì điều gì xảy ra? Bởi vì khi lúc nào bạn cũng đang so sánh, vậy điều gì xảy ra? Chấm hỏi. Bạn thấy hoàng hôn và tức khắc bạn so sánh hoàng hôn đó với hoàng hôn trước. Bạn thấy một hòn núi và bạn thấy nó đẹp quá. Sau đó bạn nói, tôi đã trông thấy một hòn núi đẹp hơn nhiều cách đây 2 năm. Khi bạn đang so sánh, bạn thực sự không đang nhìn ngắm hoàng hôn đó. Khi bạn đang so sánh, phải, bạn thực sự không đang nhìn ngắm hoàng hôn đó, nhưng bạn đang quan sát nó vì mục đích so sánh nó với cái gì đó. Vậy là sự so sánh ngăn cản bạn, không cho bạn nhìn ngắm trọn vẹn chính nhìn. Tôi nhìn bạn, phải, bạn trông đẹp đẽ, phải, nhưng tôi nói,
tôi biết một người đẹp đẽ hơn nhiều, một người tốt lành hơn nhiều, một người cao quý hơn nhiều, một người dốt nát hơn nhiều. Khi tôi làm việc này, tôi không đang nhìn ngắm bạn. Khi tôi làm việc này, phải, tôi không đang nhìn ngắm bạn. Bởi vì cái trí của tôi bị choáng đầy bởi cái gì đó, tôi không đang nhìn ngắm bạn gì cả. Trong cùng cách đó, tôi không đang nhìn ngắm hoàng hôn gì cả. Muốn thực sự nhìn ngắm hoàng hôn, phải không có so sánh. Chẳng phải, muốn thực sự nhìn ngắm bạn, tôi không được so sánh bạn với người nào khác. Chỉ khi nào tôi quan sát bạn mà không có sự nhận xét so sánh, phải, lúc đó tôi có thể hiểu rõ bạn. Nhưng khi tôi so sánh bạn với người nào khác, vậy thì tôi đánh giá bạn và tôi nói, mở một kép, ồ, anh ấy là người rất ngu dốt. Vậy là sự ngu dốt nảy sinh khi có sự so sánh. Tôi so sánh bạn với người nào khác, và chính so sánh đó tạo ra sự mất mát phẩm giá của con người. Khi tôi nhìn bạn mà không có so sánh, vậy tôi chỉ quan tâm đến bạn, vậy không đến người nào khác. Chính sự quan tâm đến bạn, phải không so sánh, phải mang lại phẩm giá của con người. Chính sự quan tâm đến bạn, phải không so sánh, phải mang lại phẩm giá của con người. Vậy là chừng nào cái trí còn đang so sánh, phải, thì không có tình yêu. Và cái trí lại luôn luôn đang nhận xét, đang so sánh, đang cân nhắc, đang nhìn để tìm ra sự yếu ớt ở đâu. Vậy là nơi nào có sự so sánh thì không có tình yêu. Vậy là nơi nào có so sánh phải không có tình yêu. Khi người mẹ và người cha thương yêu con cái của họ, họ không so sánh chúng, phải họ không so sánh người con của họ với một đứa trẻ khác. Chẳng phải, nó là người con của họ và họ thương yêu người con của họ. Nhưng bạn lại muốn so sánh chính bạn với người nào đó tốt lành hơn, với người nào đó cao quý hơn, với người nào đó giàu có hơn. Thế là bạn tự tạo ra trong chính bạn một mất mát của tình yêu. Bạn luôn luôn quan tâm đến chính bạn, không liên hệ với người nào khác. Khi cái trí trở nên mỗi lúc một so sánh, mỗi lúc một sở hữu, mỗi lúc một lệ thuộc, phải, nó tạo ra một khuôn mẫu mà trong đó nó bị trói buộc. Vì vậy nó không thể nhìn bất kỳ cái gì mới mẻ lại, phải, trong sáng lại. Và thế là nó hủy diệt chính cái đó, phải, chính hương thơm của sống đó, phải, mà là tình yêu. Người hỏi học sinh 2. Có một kết thúc của tình yêu hay không? Chấm hỏi. Tình yêu được đặt nền tảng trên sự quyến rũ phải không? Chấm hỏi. Krishnamurti. Giả sử bạn bị quyến rũ bởi một con sông đẹp, bởi một người phụ nữ đẹp hay một người đàn ông, có gì sai trái với việc đó? Chấm. Chúng ta đang thử tìm ra. Bạn thấy đó, khi tôi bị quyến rũ bởi một người phụ nữ, bởi một người đàn ông hay bởi một đứa trẻ hay sự thật, tôi muốn ở cùng nó, tôi muốn sở hữu nó, tôi muốn gọi nó là riêng biệt của tôi. Tôi nói rằng nó là của tôi và nó không là của bạn. Tôi bị quyến rũ bởi người đó, tôi phải gần gũi người đó, thân thể của tôi phải gần gũi thân thể của người đó. Vậy là tôi đã làm gì? Chấm hỏi. Thông thường điều gì xảy ra? Chấm hỏi. Sự kiện là tôi bị quyến rũ và tôi muốn gần gũi người đó. Đó là một sự kiện, không phải một lý tưởng. Và nó cũng là một sự kiện rằng khi tôi bị quyến rũ và tôi muốn sở hữu, vậy không có tình yêu. Và nó cũng là một sự kiện rằng khi tôi bị quyến rũ và tôi muốn sở hữu, vậy thì không có tình yêu. Quan tâm của tôi là với sự kiện,
chứ không phải tôi nên là gì. Quan tâm của tôi là với sự kiện, chứ không phải với tôi là gì, tôi nên là gì. Khi tôi sở hữu một người, tôi không muốn người nào đó nhìn. Khi tôi sở hữu một người, phải, tôi không muốn người đó nhìn bất kỳ một ai khác. Khi tôi coi người đó như của tôi, phải, có tình yêu hay không? Chấm hỏi. Chắc chắn là không. Khoảnh khắc cái trí của tôi tạo tác một hàng rào chung quanh người đó, phải, như người yêu của tôi, phải, vậy thì không có tình yêu. Sự kiện là cái trí của tôi luôn luôn đang làm việc đó. Đó là điều gì chúng ta đang bàn luận, phải, thấy cái trí đang vận hành như thế nào, chấm phải, và có lẽ, phải, vì tỉnh thức được nó, phải, cái trí, phải, tự nó sẽ yên lặng. Đọc lại, sự kiện là cái trí của tôi luôn luôn đang làm việc đó. Đó là điều gì chúng ta đang bàn luận, phải, thấy cái trí đang vận hành như thế nào. Và có lẽ vì tỉnh thức được nó, cái trí tự nó sẽ yên lặng. Học sinh 2. Tại sao người ta cảm thấy sự cần thiết của tình yêu? Chấm hỏi. Krishnamurti. Bạn có ý tại sao chúng ta phải có tình yêu? Chấm hỏi. Tại sao nên có tình yêu? Chấm hỏi. Liệu chúng ta có thể sống mà không có nó được không? Chấm hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có cái tạm gọi là tình yêu này? Chấm hỏi. Nếu cha mẹ của bạn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng tại sao họ thương yêu bạn, phải, bạn có lẽ không hiện diện ở đây. Nếu cha mẹ của bạn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng tại sao họ thương yêu bạn, vậy thì bạn có lẽ bạn vậy thì bạn có lẽ không hiện diện ở đây. Họ có lẽ quẳng bạn ra ngoài. Họ nghĩ rằng họ thương yêu bạn, vì vậy họ muốn bảo vệ bạn, họ muốn thấy bạn được giáo dục. Vậy họ cảm thấy rằng họ phải cho bạn mọi cơ hội để làm cái gì đó. Cảm thấy phải bảo vệ này, cảm thấy muốn được, cảm thấy muốn bạn được giáo dục này, cảm thấy bạn phụ thuộc vào họ này. Vậy là điều gì thông thường họ gọi là tình yêu. Nếu không có nó, vậy điều gì sẽ xảy ra? Chấm hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ của bạn không thương yêu bạn? Chấm hỏi. Bạn sẽ bị bỏ bê, bạn sẽ là cái gì đó gây phiền phức, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài, phải, họ sẽ thù ghét bạn. Vì vậy, may mắn thay, phải, có cảm thấy của tình yêu này, phải, có lẽ bị vẩn đục, có lẽ bị bôi bẩn và xấu xa, nhưng vẫn còn có cảm thấy đó, phải, may mắn thay cho bạn và tôi. Nếu không, bạn và tôi sẽ không được giáo dục, sẽ không hiện diện. Đọc lại lời Krishnamurti. Đọc lại. Học sinh 2. Tại sao người ta cảm thấy sự cần thiết của tình yêu? Chấm hỏi. Bạn có ý tại sao chúng ta phải có tình yêu, phải không? Tại sao nên có tình yêu? Chấm hỏi. Liệu chúng ta có thể sống mà không có nó được không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có cái tạm gọi là tình yêu này? Nếu cha mẹ của bạn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng tại sao họ thương yêu bạn, phải, bạn có lẽ không hiện diện ở đây. Họ có lẽ quẳng bạn ra ngoài. Họ nghĩ rằng họ thương yêu bạn, vì vậy họ muốn bảo vệ bạn, họ muốn thấy bạn được giáo dục. Họ cảm thấy rằng họ phải cho bạn mọi cơ hội để làm cái gì đó. Cảm thấy phải bảo vệ này, cảm thấy muốn bạn được giáo dục này, cảm thấy bạn phụ thuộc vào họ này. Phải là điều gì thông thường họ gọi là tình yêu. Nếu không có nó, điều gì xảy ra? Chấm hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ của bạn không thương yêu bạn? Chấm hỏi. Bạn sẽ bị bỏ bê,
bạn sẽ là cái gì đó gây phiền phức, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài, phải họ sẽ thù ghét bạn. Vì vậy mấy mấy mắng thay, phải có cảm thấy của tình yêu này, phải có lẽ bị vấn đục, có lẽ bị bôi bẩn và xấu xa, nhưng vẫn còn có cảm thấy đó. Phải may mắn thay cho bạn và tôi, nếu không bạn và tôi sẽ không được giáo dục, phải sẽ không hiện diện. Chấm. Đọc kết. Ngày 12 Bombay, ngày 12 tháng 2 năm 1950. Người hỏi: sống của chúng ta không có bất kỳ động lực thực sự nào của sự rộng lượng, và chúng ta tìm kiếm để lấp đầy sự thiếu thốn này bởi sự từ tâm có tổ chức và sự công bằng ép buộc. Tình dục là sống của chúng ta. Ông có thể khai sáng về đề tài chán ngắt này hay không? Chấm hỏi. Krishna Murti, hãy giải thích câu hỏi. Hai chấm. Vấn đề của chúng ta là rằng sống của chúng ta bị trống rỗng và chúng ta không biết tình yêu. Chúng ta biết những cảm xúc, chúng ta biết phô trương, chúng ta biết những đòi hỏi tình dục, phải, nhưng không có tình yêu. Và làm thế nào sự trống rỗng này sẽ được thay đổi? Làm thế nào người ta sẽ tìm được ngọn lửa của không khoái đó? Chấm hỏi. Chắc chắn đó là câu hỏi, phải không? Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra sự thật của vấn đề này. Tại sao sống của chúng ta trống rỗng? Chấm hỏi. Mặc dù chúng ta rất hoạt động, mặc dù chúng ta viết sách và xem phim, mặc dù chúng ta chơi đùa, thương yêu và đi làm, vẫn vậy sống của chúng ta trống rỗng, nhàm chán, chỉ là thói quen hàng ngày. Tại sao những liên hệ của chúng ta quá phô trương, trống rỗng và chẳng có ý nghĩa bao nhiêu? Chúng ta biết sống riêng của chúng ta quá rõ ràng để ý thức được rằng sự tồn tại của chúng ta chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Chúng ta trích dẫn những câu nói và những ý tưởng mà chúng ta đã học được, gạch ngang điều gì những người khác đã nói, điều gì những người đạo đức cao trọng, những vị thánh đời nay hay những vị thánh cổ xưa đã nói. Nếu không là một người lãnh đạo tôn giáo, phải thì lại là một người lãnh đạo trí thức hay chính trị mà chúng ta tuân theo, hoặc là Marx, hoặc là Adler Adler, hoặc là Christ. Chúng ta chỉ là những cái máy hát đĩa đang lặp đi lặp lại, và chúng ta gọi sự lặp lại này là kiến thức. Chúng ta học hỏi, chúng ta lặp lại, và sống của chúng ta vẫn còn hoàn toàn phô trương, nhàm chán và xấu xa. Tại sao? Tại sao nó lại như thế? Tại sao chúng ta lại trao sự quan trọng như thế cho những sự việc của cái trí? Chấm hỏi. Tại sao cái trí đã trở thành quan trọng như thế trong sống của chúng ta? Chấm hỏi. Gạch ngang. Cái trí là những ý tưởng, phải tư tưởng, phải khả năng để lý luận, để cân nhắc, để thăng bằng, để tính toán, phải không? Chấm hỏi. Tại sao chúng ta đã trao sự quan trọng lạ thường như thế cho cái trí? Chấm hỏi. Gạch ngang mà không có nghĩa rằng chúng ta phải trở nên xúc cảm ủy mị hay và hay bộc lộ. Đọc lại. Tại sao chúng ta đã trao sự quan trọng lạ thường như thế cho cái trí? Chấm hỏi. Mà không có nghĩa rằng chúng ta phải trở nên xúc cảm ủy mị và hay bộc lộ. Chúng ta biết trạng thái trống rỗng này, chúng ta biết ý thức lạ lùng tuyệt vọng này. Tại sao trong sống của chúng ta lại có sự hời hợt kỳ cục này, phải ý thức của tiêu cực này? Chấm hỏi. Chắc chắn chúng ta có thể hiểu rõ nó chỉ khi nào chúng ta tiếp cận nó qua sự tỉnh thức trong liên hệ. Điều gì thực sự đã xảy ra trong những liên hệ của chúng ta? Chấm hỏi. Những liên hệ của chúng ta không là một tự cô lập hay sao? Mọi hoạt động của cái trí không là một tiến hành của bảo vệ, của tìm kiếm an toàn, phải cô lập hay sao? Chính suy nghĩ đó mà chúng ta nói nó là tập thể. Chính suy nghĩ đó mà chúng ta nói là tập thể, phải không là một tiến hành của cô lập hay sao? Mọi hành động của sống của chúng ta không là một tiến hành đang tự khép kín hay sao? Bạn có thể thấy nó trong sống hàng ngày của bạn. Gia đình đã trở thành một tiến hành đang tự cô lập
và bởi vì tự cô lập nó phải tồn tại trong đối nghịch. Vì vậy tất cả những hành động của chúng ta đang dẫn đến tự cô lập mà tạo ra ý thức trống rỗng này. Và bởi vì bị trống rỗng, chúng ta bắt đầu lấp đầy sự trống rỗng bằng mấy thô thanh, bằng sự ồn ào, bằng huyên thuyên, bằng bàn tán, bằng đọc sách báo, bằng sự thô lượm hiểu biết, bằng sự kính trọng, bằng tiền bạc, bằng vị trí xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng đây là tất cả thành phần của sự tiến hành gây cô lập, và vì vậy nó chỉ củng cố sức mạnh cho sự cô lập. Vậy là với hầu hết chúng ta, phải sống là một tiến hành của cô lập, của phủ nhận, của chống đối, tuân phục đến một khuôn mẫu. Và tự nhiên trong tiến hành đó không có sống. Vậy và thế là có một ý thức của trống rỗng, một ý thức của tuyệt vọng. Chắc chắn thương yêu người nào đó là hiệp thông cùng người đó. Vậy không phải ở một mức độ đặc biệt, nhưng tổng thể hòa hợp tràn đầy. Nhưng chúng ta không biết tình yêu như thế. Chúng ta chỉ biết tình yêu như cảm xúc. Gạch ngang con cái của tôi, người vợ của tôi, tài sản của tôi, hiểu biết của tôi, thành công của tôi. Và lại nữa, việc đó là một tiến hành gây cô lập. Trong mọi phương hướng sống của chúng ta đều dẫn đến sự loại trừ. Nó là một động lực tự khép kín của tư tưởng và cảm thấy, và thỉnh thoảng chúng ta có hiệp thông cùng nhau. Đó là lý do tại sao có vấn đề to lớn này. Hiện nay, đó là tình trạng thực sự của sống chúng ta. Gạch ngang, kính trọng, sở hữu và trống rỗng, gạch ngang. Và câu hỏi là làm thế nào chúng ta sẽ vượt khỏi nó? Làm thế nào chúng ta sẽ vượt khỏi cô độc này, trống rỗng này, thiếu thốn này, nghèo khó bên trong này? Chấm hỏi. Đọc lại. Hiện nay, đó là tình trạng thực sự của sống của chúng ta. Gạch ngang, kính trọng, sở hữu và trống rỗng. Gạch ngang. Và câu hỏi là làm thế nào chúng ta sẽ vượt khỏi nó? Làm thế nào chúng ta sẽ vượt khỏi cô độc này, trống rỗng này, thiếu thốn này, nghèo đói bên trong này? Chấm hỏi. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều không muốn. Hầu hết chúng ta đều thỏa mãn như hiện nay chúng ta là. Quá mệt mỏi khi phải tìm ra một điều mới mẻ. Vì vậy chúng ta thích ở nguyên như hiện nay chúng ta là hơn. Quá mệt mỏi khi phải tìm ra một điều mới mẻ. Phải, vì vậy chúng ta thích ở nguyên như hiện nay chúng ta là hơn. Và đó là sự khó khăn thực sự. Chúng ta có quá nhiều an toàn. Chúng ta đã thiết lập những bức tường quanh chúng ta mà chúng ta được thỏa mãn với chúng. Và thỉnh thoảng có một xáo trộn bên ngoài bức tường. Thỉnh thoảng có một động đất, một cách mạng, một xáo trộn mà chúng ta vội vã giấu giếm đi. Vậy là hầu hết chúng ta thực sự đều không muốn ra khỏi cái sự tiến hành tự khép kín. Mọi chuyện mà chúng ta đang tìm kiếm là một thay thế. Phải cùng sự việc trong một hình thức khác mà thôi. Sự bất mãn của chúng ta quá hời hợt. Chúng ta muốn một sự việc mới mẻ mà sẽ gây thỏa mãn cho chúng ta, một an toàn mới mẻ, một phương cách mới mẻ để bảo vệ chúng ta. Gạch ngang. Mà lại nữa là sự tiến hành của cô lập. Thật ra chúng ta đang tìm kiếm, vậy không phải ra khỏi sự cô lập, nhưng củng cố sự cô lập để cho nó sẽ vĩnh cửu và không bị quấy rầy. Chỉ có ít người muốn phá vỡ và thấy cái gì vượt khỏi sự việc này mà chúng ta gọi là trống rỗng, cô độc. Những người đang tìm kiếm một thay thế cho cái cũ kỹ sẽ được thỏa mãn khi khám phá cái gì đó mà trao tặng họ một an toàn mới mẻ. Nhưng chắc chắn có vài người sẽ muốn vượt khỏi điều đó. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với họ. Bây giờ, muốn vượt khỏi cô độc, phải trống rỗng. Người ta phải hiểu rõ toàn tiến hành của cái trí. Cái sự việc này mà chúng ta gọi là cô độc, phải trống rỗng là gì? Chấm hỏi. Làm thế nào chúng ta biết nó là trống rỗng? Làm thế nào chúng ta biết nó là cô độc? Bởi sự đo lường nào
bởi sự đo lường nào mà bạn nói nó là cái này và không là cái kia? Chấm hỏi. Khi bạn nói nó là cô độc, nó là trống rỗng, vậy cái gì là sự đo lường? Chấm hỏi. Bạn có thể biết nó chỉ phụ thuộc vào sự đo lường của cái cũ kỹ. Bạn có thể biết nó chỉ phụ thuộc vào sự đo lường của cái cũ kỹ. Bạn nói nó là trống rỗng, phải, bạn cho nó một cái tên và bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu rõ nó. Không phải chính hành động đặt tên sự việc là một cản trở cho sự hiểu rõ nó hay sao? Hầu hết chúng ta đều biết cô độc này là gì mà chúng ta đang cố gắng tẩu thoát nó. Hầu hết chúng ta đều biết cô độc này là gì mà chúng ta đang cố gắng tẩu thoát khỏi nó. Hầu hết chúng ta đều tỉnh thức được sự nghèo đói bên trong này, sự thiếu thốn bên trong này. Nó không là một phản ứng chưa phát triển đầy đủ. Nó không là một phản ứng chưa phát triển đầy đủ. Vậy nó là một sự kiện. Và rằng và bằng cách gọi nó là cái tên nào đó, chúng ta không thể giải quyết được nó. Gạch ngang, nó ở đó. Chấm. Đọc lại. Hầu hết chúng ta đều biết cô độc này là gì mà chúng ta đang cố gắng tẩu thoát khỏi nó. Hầu như chúng ta đều tỉnh thức được sự nghèo đói bên trong này, sự thiếu thốn bên trong này. Nó không là một phản ứng chưa phát triển đầy đủ. Vậy nó là một sự kiện. Vậy và bằng cách gọi nó là cái tên nào đó, vậy chúng ta không thể giải quyết được nó. Gạch ngang, nó ở đó. Chấm. Bây giờ làm thế nào chúng ta biết nội dung của nó? Làm thế nào chúng ta biết được cái bản chất của nó? Chấm hỏi. Bạn biết cái gì đó bằng cách cho nó một cái tên, phải không? Bạn biết tôi bằng cách gọi tôi bởi một cái tên, đúng chứ? Bạn có thể biết tôi chỉ khi nào bạn nhìn ngắm tôi, chỉ khi nào bạn hiệp thông cùng tôi, phải, nhưng gọi tôi bởi một cái tên, phải, nói tôi là điều này hay điều kia, phải, thì chắc chắn kết thúc sự hiệp thông cùng tôi. Đọc lại, bạn có thể biết tôi chỉ khi nào bạn nhìn ngắm tôi, chỉ khi nào bạn hiệp thông cùng tôi, nhưng gọi tôi bởi một cái tên, nói tôi là điều này hay điều kia, thì chắc chắn kết thúc sự hiệp thông cùng tôi. Tương tự như thế, muốn biết bản chất của sự việc đó mà chúng ta gọi là cô độc, phải có sự hiệp thông cùng nó. Và hiệp thông không thể xảy ra, và hiệp thông không thể xảy ra được nếu bạn đặt tên nó. Muốn hiểu rõ điều gì đó, phải đầu tiên sự đặt tên phải chấm dứt. Muốn hiểu rõ điều gì đó, đầu tiên sự đặt tên phải chấm dứt. Nếu bạn muốn hiểu rõ con người của bạn, gạch ngang, mà tôi nghi ngờ lắm, gạch ngang, thì bạn làm gì? Nếu bạn muốn hiểu rõ người con của bạn, bạn làm gì? Chấm hỏi. Bạn quan sát cậu ấy, nhìn ngắm cậu ấy khi chơi đùa, theo sát cậu ấy, tìm hiểu cậu ấy. Nói cách khác, bạn thương yêu sự việc mà bạn muốn hiểu rõ. Khi bạn thương yêu cái gì đó thì tự nhiên có sự hiệp thông cùng nó. Nhưng tình yêu không là một từ ngữ, một cái tên, một tư tưởng. Bạn không thể thương yêu điều mà bạn gọi là cô độc, bởi vì bạn không tỉnh thức trọn vẹn được nó. Phải, bạn tiếp cận nó bằng sự sợ hãi. Gạch ngang, không phải sợ hãi nó, nhưng sợ hãi cái gì khác. Bạn đã không suy nghĩ về cô độc bởi vì bạn thực sự không biết nó là gì. Đừng cười, đây không là một tranh luận thông minh. Hãy trải nghiệm sự kiện trong khi chúng ta đang nói chuyện, vậy là bạn sẽ thấy ý nghĩa của nó. Vì vậy, cái sự việc đó mà chúng ta gọi là trống rỗng là một quy trình của cô độc, mà là sản phẩm của sự liên hệ hàng ngày.
Bởi vì trong liên hệ, chúng ta cố tình hay vô tình đang tìm kiếm sự loại trừ. Đọc lại, vì vậy cái sự việc đó mà chúng ta gọi là trống rỗng là một quy trình của cô lập, mà là sản phẩm của sự liên hệ hàng ngày. Bởi vì trong liên hệ, chúng ta cố tình hay vô tình đang tìm kiếm sự loại trừ. Bạn muốn là người sở hữu độc quyền của tài sản của bạn, của người vợ hay người chồng của bạn, của con cái của bạn. Bạn muốn đặt tên món đồ vật hay con người như cái của tôi, mà rõ ràng có nghĩa là sự tìm kiếm được độc quyền. Sự tiến hành loại trừ này chắc chắn phải dẫn đến một ý thức của cô lập, và bởi vì không thứ gì có thể sống trong cô lập, phải có xung đột, và từ xung đột đó chúng ta đang cố gắng tẩu thoát. Tất cả những hình thức tẩu thoát mà chúng ta có, tất cả những hình thức tẩu thoát mà chúng ta có thể hình thành, gạch ngang, dẫu là hoạt động xã hội, nhậu nhẹt, theo đuổi thượng đế, thực hiện những nghi thức, trình diễn những lễ nhạc, nhảy múa và những vui chơi khác, gạch ngang, đều cùng một mức độ. Và nếu trong sống hàng ngày, chúng ta thấy toàn tiến hành của tẩu thoát khỏi xung đột này và muốn vượt khỏi nó, phải, thì chúng ta phải hiểu rõ sự liên hệ. Chỉ khi nào cái trí không đang tẩu thoát trong bất kỳ hình thức nào, thì mới có thể hiệp thông trực tiếp cùng sự việc đó mà chúng ta gọi là cô độc, phải, trạng thái một mình, phải, và muốn có hiệp thông cùng sự việc đó, phải, phải có thương yêu, phải có tình yêu. Nói cách khác, bạn phải thương yêu sự việc đó để hiểu rõ nó. Bạn phải thương yêu sự việc đó để hiểu rõ nó. Tình yêu là cách mạng duy nhất, và tình yêu không là một lý thuyết, không là một ý tưởng. Nó không tuân theo bất kỳ quyển sách hay bất kỳ khuôn mẫu nào thuộc cách cư xử của xã hội. Vì vậy, giải pháp của vấn đề không thể được tìm ra trong những lý thuyết, mà chỉ tạo ra xung đột thêm nữa. Nó có thể được tìm ra chỉ khi nào cái trí mà là tư tưởng, phải, không đang tìm kiếm một tẩu thoát khỏi trạng thái cô độc. Tẩu thoát là một tiến hành của cô lập, và sự thật của vấn đề là rằng có thể có sự hiệp thông chỉ khi nào có tình yêu. Chỉ có thể có sự hiệp thông, có thể có sự hiệp thông chỉ khi nào có tình yêu. Chỉ đến lúc đó vấn đề cô lập mới được giải quyết. Tạm dừng trang 41.